Sau 80 triệu phán Địch Lệ Nhiệt 3 chào thua trước Dương Tử vì diễn xuất kém. Là những tiểu hoa đán hàng đầu lứa 90, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt 3 lần lượt cho ra mắt hai dự án phim mới là Trường Tương Tư và An Lạc Chuyện trên Vion. Dù mới lên sóng, song độ nổi tiếng và mức độ truyền miệng giữa hai sản phẩm không nhỏ. Vốn là đỉnh lưu, có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt 3 thường được so sánh với nhau. Hơn nữa, lượng người hâm mộ của hai ngôi cũng khác xa nhau, ai cũng cho rằng thần tượng của mình là nhất. Được biết, Dương Tử có hơn 61 triệu người theo dõi, trong khi mỹ nhân Tân Cương có gần 80 triệu người theo dõi trên Weibo. Tuy nhiên, cho đến nay, tình thế đảo ngược đến khó ngờ. Trường Tương Tư nổi tiếng hơn An Lạc Chuyện. Dương Tử có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm gần đây, bất kể là phim truyền hình hiện đại hay cổ trang, danh tiếng và sự nổi tiếng đều khá tốt, chẳng hạn như Trầm Hương Như Tiết, Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Xương. Đặc biệt, với Trường Tương Tư hiện đang phát độc quyền trên Vion, có giá trị phổ biến nhanh nhất đạt 27.000 điểm, vượt qua Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến trong ngày đầu tiên phát sóng, nhìn vào số liệu như vậy, có thể biết đâu là một bộ phim ăn khách. Mặt khác, đối với Địch Lệ Nhiệt 3, những bộ phim truyền hình phát sóng trong những năm gần đây, chẳng hạn như Trường Ca Hành, Công Tố Tinh Anh khi phát sóng vẫn có phần nổi tiếng, nhưng cuối cùng đều mất đi sức hút. Có thể nói Công Tố Tinh Anh là bộ phim chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt 3, hợp tác với Đồng Đại Vĩ, diễn viên thực lực trong ngành. Tuy vậy, tỷ suất người xem không lý tưởng, rating tổng hợp trung bình của mỗi tập của cả bộ phim là 0,633%, điều này gây ra nhiều thất vọng. Còn An Lạc Chuyện, dù chưa được chấm điểm trên Douyin nhưng mức độ truyền miệng ngay từ đầu đã không tốt lắm. Nhiều khán giả sau khi xem xong đã đưa ra những bình luận bất lợi. Cốt truyện nhàm chán khiến người ta muốn ngủ gật. Mặc dù được đầu tư với kinh phí lớn nhưng kỹ xảo của An Lạc Chuyện kém chất lượng, các hiệu ứng đặc biệt được nhận xét 5 xu. Vào cuối mỗi tập phát sóng, mức độ phổ biến và thảo luận của bộ phim giảm dần. Trong khi Trường Tương Tư chỉ mới được phát sóng trong một ngày, nhưng mức độ phổ biến của nó đã vượt An Lạc Chuyện. Dương Tử vượt xa Địch Lệ Nhiệt 3 dù ít phản hơn. Vốn ra mắt với tư cách là diễn viên nhí, Dương Tử được khán giả theo dõi từng bước trưởng thành. Bộ phim Nhà Có Trai Có Gái 2005 gây xúc động và kỹ năng diễn xuất của cô luôn được đánh giá cao trên mạng. Ngoài diễn xuất, Dương Tử rất ít khi tán gẫu với bạn diễn nam, chỉ có mối quan hệ với Tần Tuấn Kiệt trong thời gian dài. Cô ấy không ngừng nâng cao kỹ năng diễn xuất, năng lực chuyên môn. Với cảnh khóc, Dương Tử khiến khán giả không kìm được nước mắt vì kinh nghiệm và kỹ năng tốt nên cảnh khóc dễ lây, tạo hiệu ứng mạnh. Khi mới ra mắt, sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt 3 không tệ, thậm chí còn có biệt danh gần gũi là Ba Béo vì có sở thích ăn uống, tính cách hòa đồng. Nhưng Địch Lệ Nhiệt 3 đã thay đổi khá nhiều sau khi lên hàng sao hạng A, đặc biệt là scandal tình ái với Hoàng Cảnh Du. Mỹ nhân Tân Cương không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ mập mờ, chưa nói đến việc khiến người hâm mộ đau lòng, khiến người qua đường có chút không nói nên lời. So với khi ra mắt, kỹ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt không những không tiến bộ mà còn thụt lùi một chút. Thực tế vai Bạch Phượng Cửu, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý, Đào Hoa và Cao Văn, Người Tình Kim Cương rất tự nhiên và phù hợp với cô. Những năm gần đây, Trường Ca Hành và Ngự Giao Kỳ quá hời hợt, cảnh khóc có thể thể hiện rõ nhất kỹ năng diễn xuất của diễn viên, nhưng trong cảnh này, Địch Lệ Nhiệt 3 chỉ biết khóc, không thể nhìn thấy cảm thật của cô. Địch Lệ Nhiệt 3 sở hữu vẻ đẹp vạn người mê, nhưng những năm gần đây, ngoại hình của cô chỉ đẹp hơn khi ở trên thảm đỏ. Một khi rời thảm đỏ, cô ấy liền mất sắc, trên màn ảnh cũng vậy, lối trang điểm khiến ngoại hình nữ ngôi sao xuống sắc rõ ràng hơn. Địch Lệ Nhiệt 3 có gương mặt dày điển hình, đường nét sắc sảo, trông nam tính và hung dữ nên có thể nhiều người sẽ không thích bề ngoài của cô. Còn về phần Dương Tử thì có khuôn mặt tròn, đáng yêu và dễ nhìn, nhất là khi cười, hai lúm đồng tiền nhỏ lại thấp thoáng khiến cô càng thêm đáng yêu. Tại Nguyên Thời Trang, Địch Lệ Nhiệt 3 nổi bật, Dương Tử dần nỗ lực. Tại Nguyên Thời Trang của Địch Lệ Nhiệt 3 được đánh giá cao nhất lứa tiểu hoa đán 90, khả năng chiếm spotlight của nữ ngôi sao ở mỗi sự kiện đều mạnh như trên sàn catwalk, chụp tạp chí, quảng cáo. Do đó, ít hiếm tiểu hoa đán cùng thời có thể cạnh tranh, trong khi tài nguyên thời trang của Dương Tử trước đây khá ít. Gần đây đã cải thiện và đang tăng vọt, trong thời gian này, có thể thấy cô luôn xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí. Có vẻ như Dương Tử hiểu rằng tài nguyên thời trang cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của bản thân. Vốn là người không thích tham gia sự kiện, nữ ngôi sao cuối cùng cũng bắt đầu tham gia một số sự kiện thời trang. So với trước đây, ngoại hình của Dương Tử đã tiến bộ hơn, khí chất thay đổi rõ rệt, phong cách mộc mạc đã trở nên rất tây. Dương Tử từng bị chỉ trích bởi tài nguyên thời trang đã từng bước trở thành mốt. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt 3 vẫn có tài nguyên thời trang, nhưng với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng hơn là chạm tới trái tim khán giả qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.
Dù bị nhận xét không tốt lắm về diễn xuất trong các tác phẩm trước, song Dương Tử đã nỗ lực không ngừng để cải thiện, cuối cùng được công nhận. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ vững chắc, kỹ năng diễn xuất chưa thuyết phục được khán giả nên cô còn một chặng đường dài phía trước và vẫn cần phải cố gắng rất nhiều. Trong các tập tiếp theo, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có thay đổi về lối diễn. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đón xem Trường Tương Tư và An Lạc Truyện trên Vion.